em nó đẹp lung linh các bác ạ. Đấy, những căn phòng ngủ các bác chỉ cần một chiếc đèn như này thôi, nó vừa phải, sang trọng, quý phái, cũng như không nhất thiết nó phải cầu kỳ quá. Những chiếc này các bác, những căn phòng nhỏ gọn xinh xắn với thiết kế nội thất kiểu châu Âu. À, chiếc đèn này có mức giá là 1.900.000 các bác nhé, 1.900.000 cả đèn cả bóng cho các bác luôn, cứ này sẵn dùng thôi, cực kỳ đẹp luôn, 1.900.000. Đây khi em tắt thì em tắt cho các bác đây, đấy em tắt cho các bác đấy, tắt không dùng bóng nữa. Đấy, rất là đẹp nha các bác nhé. Em nó cái chiều cao của em nó này, em giới thiệu cho bác được cái chiều cao này, từ đây này, từ điểm này lên này, em đo nhé, gần chạm cái nhìn này, 1 này 2 này, nó khoảng độ 50 đến 55 cm chiều cao đấy, 53 55. Tất cả ở dưới đế này và cái lộ bình này được tiết họa tiết này, họa tiết hoa rất là đẹp. Hay là đau phết đấy. Nó làm cái gì cực kỳ. 1.900.000 một chiếc đèn này. Đấy, các bác chả thích nhưng mà các bá lại thích. Thì thôi các bác bảo các bá có thích không, mua cho cái. 1.900.000 một chiếc, nó cũng bình dân thôi mà bác. Cực kỳ đẹp luôn ạ. 1.900.000 một chiếc ạ. Cứ thế này về sẵn dùng thôi các bác nhé. Đẹp mê ly luôn, đẹp miên man luôn, họa tiết tất cả luôn, em quay bốn phía cho bác nhé, họa tiết tất cả luôn, đẹp miên man cho bác luôn ạ. Tất cả đây là họa tiết này được đều dọc theo đây nhé. Tạo họa tiết từ cái viền mép trên này cơ. À, dùng cho những căn phòng thiết kế theo kiểu châu Âu. À, giá em nó 1.900.000 các bác nhé, 1.900.000 một chiếc ạ. Em giá mình thiếu ở đây 1.900.000 đi. Lúc các bác gọi hỏi không nhớ giá, nói lung tung. Bên em là có cái chính sách là bán hàng khai giá cho nó rõ ràng. Em đi mua hàng nhiều lúc em nhiều vào nhiều trang không báo giá, cứ eBay on biến tức đi ra luôn, đằng nào cho khai bán cứ công khai đi. Các bác thấy đắt quá thì bác đi chỗ khác cho nó nhanh, hoặc là thế cho nó anh em không, người ta cứ gọi người ta hỏi bình luận sau đó không trả lời được bình luận, ui tức lắm. Em thật là em bán hàng nên này đâu, nên này bây giờ em đi mua nhiều trang em cứ thấy cứ vào eBay nhé, ebook nhé, xong gọi nhé, một việc dán luôn cho cái giá vào đấy cho các bác cân đối. À, túi tiền tôi thấy hợp lý là tôi múc tôi cho nhanh, tôi thấy hợp lý tôi múc, hoặc là đây ông Tuấn ông khai giá như này này, tôi cảm thấy nó lăn tăn giá đấy, gõ đi tìm tiếp, đi so sánh, bác đi so sánh chán bác lại quay về. Ô, em bán hàng kênh của em mời các bác đi nhiều lắm, em có đi so sánh chán, em nói đi ông chết luôn, có nhiều bác em chặn suốt, em nói luôn, em thề luôn, có nhiều bác mặc cả bác thô lắm, em đuổi 3-4 lần cuối cùng bác vẫn mua nhà em thật đấy. Không phải là em coi thường các bác, nhưng cái gì nó cũng có một cái giá chung các bác ạ. Các bác đừng có nghĩ rằng là em mới ra này là sẽ phải giá kia, phải nào phải thấp. Ôi bây giờ bác bảo có những lúc xả hàng bán lỗ rồi vẫn còn muốn giữ nhà người ta thì làm sao người ta bảo trả bán, người ta trả đuổi. Nói thế thôi chứ anh em các bác thế thôi, bây giờ thời đại 4.0 rồi, các bác chỉ cần gõ 2-3 từ hai ô phím nó ra hết con này bao tiền rồi. Mà tại sao người ta báo giá người ta tụt, người ta lỗ đến như vậy, người ta như vậy rồi mà vẫn còn mặc cả, thì còn cách nào mà thôi mời các bác đi ra đuổi luôn. Ô thật em nó đi ông chết luôn, có những bác em phải đuổi 2-3 lần vẫn quay về lấy của em. Vì tại sao? Thật ra là em không phải coi thường các bác, nhưng các bác phải biết rằng bác phải thông minh, là cái tiền bác bỏ ra chỗ khác nó đắt mất 500-700 cả triệu, tiền là túi mình đấy ạ, được chưa ạ? Đấy, thế đấy đấy ạ. Thế thì em khai giá, bác thấy hợp lý thì em bác ok, còn bác không thấy hợp lý thì mà bác cứ đi tìm hiểu chỗ nào rẻ hơn bác lấy, cũng thoải mái các bác.
còn nhiều bác ăn nói nó mất lịch sự quá là em mời khỏi kênh, em chặn vĩnh viễn luôn nhé. Vì em sẽ chặn vĩnh viễn luôn, nếu bác thông cảm nhé. Con này 1.900.000 này, khai giá tất. Em bán hàng 10 năm nay cái gì em khai giá, từ ngày xưa, từ ngày em bán cái con chip, con RAM, rồi con ổ cứng, con máy tính em cũng khai giá trên kênh của em chứ không phải bây giờ đâu. Em bán lâu, khai giá lâu lắm rồi cho nó đỡ đau đầu. Khai giá mà cuối cùng mà suốt ngày khách gọi đặt mua hàng còn đau hết cả đầu nữa. Bây giờ cứ lúc lại trả lời IB, lúc inbox, lúc lại không mà chết rồ đầu. Em chào các bác.